Đệ tử quy Trung Hoa. Đạo làm người, thánh nhân dạy, hiếu đệ trước, kế cận tín, yêu mọi người, gần người nhân, có dư sức thì học văn. Cha mẹ gọi trả lời ngay, cha mẹ bảo chớ làm biếng, cha mẹ dạy phải kính nghe, cha mẹ trách phải thừa nhận. Đông phải ấm, hạ phải mát, sáng phải thâm, tối phải ghim, đi phải thư, về phải trình, ở ổn định, nghề không đổi. Chớ tự ti, đừng tự bỏ, thánh và hiền dần dần đạt. Gấu lớn đưa thư. Mẹ ơi, mẹ chuẩn bị nước xong chưa? Con sắp trễ giờ rồi. Xong rồi, mau đến trường đi, đừng để trễ đó. Mẹ ơi, lần sau mẹ có thể chuẩn bị nước đúng giờ được không? Biết rồi. Thân thể không thoải mái thì đừng ra khỏi giường. Thưa bà, nhưng mà con đã làm cho Hiếu Hiếu quá nhiều việc rồi, có một số chuyện nó phải tự làm. Trong lòng con muốn gì cũng phải nên nói ra, cũng để cho con trẻ có cơ hội làm trọn tâm hiếu của chúng chứ. Nói ơi, sinh nhật của mẹ con sắp đến rồi, cả nhà quyết định tổ chức tiệc chúc mừng cho mẹ con. Hiếu Hiếu, con nhớ chuẩn bị quà cho mẹ nghe. Dạ, nhưng mỗi lần sinh nhật của mẹ, mẹ đều nói không cần quà. Hiếu Hiếu, con không hiểu tâm của mẹ rồi. Hiếu Hiếu, em buồn chuyện gì vậy? Sắp tới sinh nhật của mẹ rồi, nhưng em vốn không biết mẹ thích gì hết. Hiếu Hiếu, tâm của em có chút cách xa tâm của mẹ đó, xa tới mức cần phải có một người đưa thư, gửi cho em điều mà mẹ mong muốn bằng cách đưa thư. Vậy phải làm sao đây? Có thể đặt dịch vụ gấu lớn đưa thư. Gấu lớn đưa thư có thể gửi tâm tư của người này đến cho một người khác. Thật không? Làm sao hả? Em xem. Hả? Đã lâu không gửi tâm thư rồi, chắc là nhanh thôi. Đến rồi. Gấu lớn đưa thư. Đúng vậy, mau đi đi. Những người khác đều không nhìn thấy gấu lớn đưa thư, chỉ có một mình em có thể thấy được. Em là Hiếu Hiếu hả? Dạ. Hoan nghênh em đặt dịch vụ gấu lớn đưa thư. Gấu lớn gửi thư giúp khoảng cách giữa tâm và tâm không còn xa xôi nữa. Bây giờ cần xác nhận một chút khoảng cách giữa tâm của em và tâm của mẹ nha. Dùng thước để đo hả? Em nghĩ mẹ sẽ thích quà sinh nhật gì? Quần áo. Bánh sinh nhật. Mẹ nhất định là muốn em thi được điểm cao. Em à, mẹ em không phải cần điểm số, mà là muốn em đừng cầu thả như vậy nữa. Hiếu Hiếu, em cần dùng dịch vụ chuyển phát siêu nhanh của chúng tôi. Em làm sao biết được là anh nói là đúng chứ? Đừng sao, anh sẽ mang đến thư của mẹ. Em hỏi mẹ thử thì sẽ biết thôi. Sao vẫn chưa tới? Em đã hỏi nguyên buổi tối rồi. Khi nào gấu lớn nhận được cách nghĩ trong lòng của mẹ thì mới tới đây. Tới rồi. Bây giờ là thời gian thử việc của anh. Anh nhận được một lá thư, gửi cho em xem thử. Nếu như em cảm thấy dịch vụ của tụi anh có hiệu quả, thì bỏ vào trong hòm thư một lá thư có vẽ hình trái tim, nói cho anh nguyện vọng, anh sẽ nhận được. Thế này có nghĩa là gì? Ba, mẹ, ba mẹ nói cái gì mà Hồng Kông vậy? Mẹ ơi, mẹ muốn đi công viên Disneyland ở Hồng Kông có đúng không hả mẹ?
Đây là bí mật, ai nói cho con biết vậy? Wow, cuối cùng mẹ cũng đồng ý để mọi người cùng đi Disneyland rồi. Khi nào đi vậy mẹ? Vào hôm sinh nhật đó mẹ sẽ tuyên bố. Thật tốt quá. Hứa với mẹ, giữ bí mật trước đã được không? Không vấn đề. Gấu lớn ơi, gấu lớn, mẹ sắp đưa em đi Disneyland rồi. Em nhất định phải chuẩn bị thật tốt món quà sinh nhật này. Hiếu Hiếu, quà sinh nhật của mẹ đã chuẩn bị xong chưa? Dạ, xong rồi. Gấu lớn đưa thư, sao mà vẫn chưa tới? Hiếu Hiếu, chắc là đã chuẩn bị quà cho mẹ, đã định tặng cho mẹ có đúng không? Hiếu Hiếu, chắc con biết mẹ thích món quà gì nhất rồi, phải không? Tiệc sinh nhật chúc mừng mẹ bắt đầu. Gấu lớn, anh tới rồi sao? Dịch vụ của bọn anh rất đúng giờ. Hả? Hỏng rồi, hỏng rồi. Anh nhầm ngày rồi, không có thư của em. Hả? Không thể nào. Đây không phải thư của em. Đây là thư của mẹ định gửi cho em vào ngày sinh nhật của em, không phải là ngày hôm nay đưa. Chỉ cần thư mà anh gấu lớn lấy được cho thấy là mẹ em có nguyện vọng. Nếu là thư gửi cho em, gửi sớm một chút cũng có sao đâu. Không được, bọn anh nhất định phải đúng giờ. Dù sao cũng là thư của em. Xem một chút, xem một chút rồi trả lại cho anh. Hiếu Hiếu, con trả cho anh đi. Hiếu Hiếu. Một con gấu. Hả? Con gấu bông thật lớn. Hóa ra đây chính là Hiếu Hiếu tặng mẹ sao? Không có gì mới mẻ cả. Đúng không con? Chuyện này. Mẹ ơi, gấu này. Mẹ ơi. Mẹ ơi, con không đặt con gấu bông này, để con đổi món khác nha. Gấu bông này rất tốt, chỉ cần là Hiếu Hiếu tặng đều rất tốt, không cần đổi đâu. Đây có nghĩa là gì? Mẹ muốn khuôn mặt tươi cười của mình hả? Thư đâu rồi? Đâu mất rồi? Hiếu Hiếu. Dạ con tới đây. Gấu lớn, không phải nói ngoại trừ em là khách hàng, người khác đều không nhìn thấy anh sao? Đừng do em khiến anh tức giận. Tức giận thì anh sẽ hiện hình. Thư của anh đâu? Thư không thấy nữa. Mở cả thư cho anh. Chưa đến lúc thì không thể mở ra, nó không sẽ loạn mất. Anh làm mất lá thư này sẽ bị đuổi việc đó. Ai nói muốn ăn mực xào vậy? Không có. Không có ai hết. Thư đâu? Không thấy nữa. Em lừa anh. Thật đó. Để em cho anh xem bao thư. Chắc chắn là em giấu thư đi rồi. Mau trả cho anh. Nếu không, anh sẽ nói cho mọi người biết chuyện em không biết mẹ muốn gì, nên mới đặt dịch vụ gấu lớn đưa thư, để cho mẹ biết được đứa con trai mà mẹ yêu thương nhất, ngay cả tặng quà sinh nhật gì cho mẹ cũng không biết nữa. Tiểu súng cá, tiểu súng cá. Ý của anh là em phải nói thật sao? Được thôi, em nên nói thật với mẹ. Mẹ ơi, con muốn nói với mẹ, thật ra con không hề chuẩn bị quà cho mẹ. Con gấu bông này không phải là gấu bông. Hai ngày trước, ông nội nó sẽ mở tiệc chúc mừng sinh nhật của mẹ. Nói con chuẩn bị quà cho mẹ. Con nghĩ mãi, cũng không biết rốt cuộc mẹ cần cái gì, nên con nhờ anh Tiểu Sủng Ca đặt dịch vụ gấu lớn đưa thư, để bức thư danh gấu lớn đưa tới, để nói con biết rốt cuộc là mẹ cần gì. Sau đó, con trộm lá thư mà hiện tại không nên xem, mới biết cho dù là vào ngày sinh nhật của chính mình, mẹ vẫn luôn nghĩ tới ngày sinh nhật của con sẽ tặng quà gì, muốn con cảm thấy vui vẻ. Còn con lại cảm thấy buồn phiền về chuyện tặng quà cho mẹ. Mẹ ơi, con muốn xin lỗi mẹ. Con không chuẩn bị quà cho mẹ. Con cảm ơn mẹ đã sinh ra con. Con thích cơm mẹ nấu. Con cũng biết bữa tối mẹ đắp chăn cho con, không lúc nào mẹ không quan tâm con. Cảm ơn mẹ. Mẹ ơi. Hiếu Hiếu, con nói con chưa chuẩn bị quà, đây không phải là món quà tốt nhất của con sao?
Con muốn tuyên bố một chuyện. Công ty của con có 3 suất đi công viên Disneyland Hồng Kông. Nghĩ đến ông bà nội vẫn luôn muốn đi cùng các cháu, cho nên con quyết định đưa 2 suất cho ông bà nội. Tiểu Huệ từng đi công viên Disneyland ở Mỹ, cho nên suất còn lại sẽ chọn giữa Để Để và Hiếu Hiếu. Để đi nha mẹ. Nếu như mẹ hy vọng con vui vẻ, đi Disneyland đúng là rất vui. Nhưng mà so với việc con đi Disneyland thì hãy để cho Để đi càng khiến con cảm thấy vui vẻ hơn. Có thể đi Disneyland rồi. Anh à, em trở về sẽ vẽ thật nhiều tranh hoạt hình cho anh. Hiểu hiểu, thế giới cổ tích của Disneyland tuy là đẹp, nhưng câu chuyện gấu lớn đưa thư này lại là câu chuyện cổ tích cảm động nhất mà mẹ từng nghe qua. Những chuyện này đều là thật đó mẹ. Gấu lớn này có thể cử động đó. Cử động một chút đi anh gấu lớn. Các bạn nhỏ ơi, cha mẹ thích dốc lòng làm chính là phải tận lực hoàn thành hy vọng của cha mẹ dành cho chúng ta. Hy vọng lớn nhất của cha mẹ dành cho chúng ta là sống vui vẻ, là một người vui vẻ, đồng thời khiến cho người xung quanh cũng sống vui vẻ. Đây là nguyện vọng lớn nhất của cha mẹ mà chúng ta phải thỏa mãn. Love.